10 tháng 1, Thánh Gregorio ở Nisa, sinh năm 330, mất năm 395. Thánh Gregorio là con út của một gia đình đã góp phần rất lớn cho giáo hội, và gia đình ấy có ít nhất 5 vị thánh. Sinh trưởng trong thành phố bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ, Gregorio là con của hai vị thánh Basil và Emilia, và lớn lên trong sự dẫn dắt của người anh là thánh Basil cả và người chị là Macrina. Sự thành công trong việc học của Gregorio tiên đoán một tương lai rạng rỡ. Sau khi là giáo sư hùng biện, ngài được khuyến khích dâng hiến tài năng và hoạt động cho giáo hội, và ngài đã gia nhập đan viện của người anh là Basil cả. Sau khi lập gia đình, Gregorio tiếp tục học làm linh mục và được phong chức. Vấn đề độc thân thời bấy giờ không còn là điều kiện để làm linh mục. Ngài được chọn làm giám mục của Nisa năm 372, là giai đoạn nhiều căng thẳng về bề rối Arian. Họ từ chối thiên tính của Đức Kitô. Sau một thời gian giam cầm vì bị bề rối Arian vu oan là biện thủ ngân quỹ giáo hội, Đức Gregorio được phục hồi quyền bính năm 378. Chính sau cái chết của người anh yêu quý là Thánh Basil mà Đức Gregorio mới thực sự chứng tỏ khả năng của ngài. Các học thuyết của ngài chống với Arian và các sai lầm khác lừng danh đến nỗi ngài được xưng tụng là người bảo vệ chính giáo. Ngài được sai đi trong các sứ vụ chống trả các bề rối và giữ một vị thế quan trọng trong cộng đồng Constantinople. Danh tiếng của ngài kéo dài cho đến khi từ trần. Nhưng qua nhiều thế kỷ, danh tiếng ấy lu mờ dần khi người ta không rõ ngài có phải là tác giả của các học thuyết ấy hay không. Tuy nhiên, chúng ta phải cảm ơn công trình của các học giả trong thế kỷ 20, vì nhờ đó mà tầm vóc của Thánh Gregorio lại được phục hồi. Thật vậy, Thánh Gregorio ở Nisa không chỉ được coi là một trụ cột của chính giáo, nhưng còn là người đóng góp quan trọng cho các truyền thống bí nhiệm trong linh đạo Kitô giáo và cho hệ thống đan viện.